Lopez Angelica Danao là người đẹp Philippines Hoa hậu quốc tế 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Tokyo, Nhật Bản. Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán cô là ứng viên tiềm năng cho vương miện năm nay. Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi BB Filipinas 2023, người đẹp Lopez Angelica Danao giành quyền đại diện Philippines. Tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2024 tổ chức ở Nhật Bản vào cuối năm nay, Lopez Angelica Danao sẽ trở thành đối thủ của Hoa hậu Thanh Thủy ở Hoa hậu quốc tế 2024 tổ chức trong vài tháng tới. BB Filipinas là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín tại Philippines. Trước đây, người giành chiến thắng tại BB Filipinas thường được cử đi thi Miss Universe. Tuy nhiên, vài năm gần đây, BB Filipinas đã mất bản quyền Hoa hậu Hoàn Vũ. Trước đây, cuộc thi BB Filipinas từng sản sinh ra những người đẹp giành được thành tích cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế như Catriona Gray, Miss Universe 2018, Pia Woodbeck, Miss Universe 2015. Chính vì thế, Lopez Angelica Danao được đánh giá rất cao. Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán cô là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu quốc tế 2024. Lopez Angelica Danao năm nay 24 tuổi là người mẫu nổi tiếng ở quê nhà. Angelica Lopez không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Universe Philippines 2022. Người đẹp Philippines có hình thể cân đối, quyến rũ. Tuy không có chiều cao nổi trội, nhưng Angelica Lopez được nhận xét về cách trình diễn để tôn nét đẹp hình thể. Angelica Lopez sinh trưởng trong một gia đình 4 anh chị em, gia cảnh nghèo khó. Chính vì thế, người đẹp phải đi làm người mẫu từ năm 14 tuổi và trở thành trụ cột về kinh tế cho gia đình. Angelica Lopez được miêu tả là cô gái mạnh mẽ khi mẹ mất sớm, bố lập gia đình mới. Vươn lên từ khó khăn nên Angelica Lopez tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó giống mình. Người đẹp đang phát triển dự án giúp đỡ trẻ em nghèo khó để tiếp cận giáo dục và có cuộc sống tốt. Về phía đại diện Việt Nam, Thanh Thủy sẽ là nàng hậu được chọn để chinh chiến ở Hoa hậu quốc tế 2024 tổ chức ở Nhật Bản. Trang chủ Hoa hậu quốc tế cũng đăng tải bài viết để giới thiệu về Thanh Thủy. Ban tổ chức viết, Huỳnh Thị Thanh Thủy là đại diện chính thức của Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm đầu tiên dự thi Hoa hậu quốc tế. Phần lớn, khán giả ủng hộ cô dự thi Hoa hậu quốc tế, nhiều người đánh giá cao và dành nhiều sự kỳ vọng cho Thanh Thủy khi cô tham dự Hoa hậu quốc tế 2024. Cô ấy thật xinh đẹp, xin chúc mừng từ Philippines. Cô ấy đáng yêu như búp bê, cô ấy sở hữu vẻ đẹp rất phù hợp với cuộc thi, cô ấy là thí sinh đến từ cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam, là một số bình luận ủng hộ Thanh Thủy. Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, thời điểm mới đăng quang, cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng, 80-63-94, cô chuộng phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Hiện tại, nhan sắc và gu thời trang của Thanh Thủy đều thay đổi rõ rệt, cô được khen ngày càng quyến rũ, sắc sảo, phong cách thời trang cũng táo bạo, gợi cảm hơn. Sau khi đăng quang, Thanh Thủy tích cực tham gia các dự án thiện nguyện bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật. Thanh Thủy hiện đang theo học hai trường là Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và Đại học Greenwich, Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.